Nhật ký độc tuồng 141. Ây da, mắt của ta đau quá, dường như có đầu đang cắt mắt của ta. Nếu đầu nếu không chịu nổi thì nói ra đi, chỉ còn ngươi mở miệng nói từ bỏ thì ta sẽ giúp ngươi dừng lại. Không, ta không từ bỏ, tuyệt đối không từ bỏ. Tiền bối, cảm giác lấy lại được ánh sáng thế nào? Ánh sáng? À đúng rồi, ta có thể nhìn thấy rồi. Ta lại có thể nhìn thấy rồi. Để rồi, ta cũng nên đi tu dưỡng rồi. Nhưng mà còn một chuyện phải nhắc nhở người. Tuyệt thế cao thủ phòng ấn trong tháp giới ngục đàn dân tỉnh lại. Vì để họ xông vỡ phòng ấn, người phải nhanh chóng tìm được đạo tắc thứ hai quan thiện tháp giới ngục. Còn nữa, ngươi phải nhớ kẻ địch của người không chỉ là trên đại lục mà còn ở trong tháp giới ngục. Cho nên ngươi phải biến mạnh. Tiền bối yên tâm, cho ta sẽ dừng được sông Sam Lam thì sẽ xuất phát đi tìm đạo tật. Còn về tu luyện thì ta nhất định sẽ cố gắng hơn nữa, không dựa vào người nữa. Ta dựa vào bản thân lớn mạnh hơn. Bởi vì ta biết chỉ có lớn mạnh hơn thì mới có vương đạo. Được, ta chờ. Tỷ tỷ, Diệp Thổ Phỉ đã tỉnh chưa? Sao vậy? Mắt của hắn không nhìn thấy rồi. Anh ý, sao lại như vậy? Nè, nói gì ta đó? Mắt của Quỳnh. Ta lúc nãy nhìn thấy Quỳnh bất động, tướng là Quỳnh. Yên tâm đi, cách của sư phụ rất hữu dụng, bây giờ đã không sao rồi. Không cái gì chứ, ta vẫn còn chẳng phải là còn sống này sao? Thì tử, người hồn qua xếp chút nữa vô chích bọn ta rồi đó. Ta cũng vậy đó, con tướng ngươi đi gặp lão ông bà rồi chứ. Nói bừa cái gì vậy? Chuyện ta đã hứa với lão ký, còn chưa làm sao có thể buồn tị đi chứ. Đi đi đi, luyện công thôi, chúng ta còn phải báo thù đó. Ông nội, người có linh thiện trên trời thì nhất định phải phù hộ cho Lam Sam chúng ta. Sau núi học viện Lam Sam, buổi sáng. Những bức vật này đều là mật cảnh và giết bọn người Lý Hiền Thường có được. Các người chọn trước đi, chọn thứ mình có thể dùng. Một số tinh phẩm còn lại thì chúng ta dùng để tu luyện. Dù vậy, những thứ còn lại đem đi bán đấu giá, đổi tiền tu sửa học viện. Những bó vối này đều là mật cảnh cùng với giết Lý Thiền Thường bọn họ có được. Các người cứ chọn trước đi, chọn thứ mình có thể dùng đi. Thì ta lấy cái đôi giày này, ta chọn cái đôi găng tay bảo vệ cánh tay này là được rồi. Tuyệt vời, cái thứ này ít nhất có thể tăng là tốc độ của ta lên gấp 3 đến 4 lần nữa. Ôi, cái tốc độ này thì e là tầng hợp cảnh cũng nhất định có thể đuổi kịp ta. Trong đây có sức mạnh thú hữu. Tốt quá rồi, có được găng tay bảo vệ cánh tay này thì có sức mạnh ta có thể nâng cấp lên gấp 4 lần. Không tệ. À còn cô, còn chưa chọn xong sao? À không có thứ vừa tay cho lắm. Thôi được rồi, sau này ta sẽ tìm cho cô một thành đạo tốt vậy. À được. Bắt đầu từ hôm nay, Mạc Điếu Màu và Bách Trách phụ trách xuống núi tiên truyền tuyển người viễn thầm. Người thì có học đến đệ đồ, ngay sau viện thường làm ta phải vắng võ song tu. Vâng, võ song tu ý là phải đọc sách học chữ hay sao? Sau này ở thường làm ta không chỉ bồi dưỡng lực lực của học viện, còn phải bồi dưỡng nhân cách của họ nâng cao tư tưởng. Ta còn hy vọng sau này học viện của thường làm là người hám danh hám lợi. Đúng. Đừng có mẹ nó giống như cái đám tập nhờn đó của học viện thường mộc, người nào người nấy không cần mặt mũi. Cầm tâm kiếm đảng, văn võ kim bị cũng là tông chỉ giáo dục của ông ta, của ông ta ủng hộ. Kỳ tỷ tỷ à, ta có một việc muốn nhờ tỷ. Chuyện gì? Ta muốn tỷ chọn một khu đất xây một linh đường. Sau khi linh đường xây xong thì chúng ta đi đón học viện của Thường Sơn Tiểu Đạo. Họ nên về nhà rồi. Được. Phân viện Tý Sơn Lầu. Tiền bối à, ngươi có thể bán giúp ta những thứ này đi không?
Những thứ này đều là bảo vật hiếm có đó, cậu cần rất nhiều tiền sao? Dừng lại thường làm, không thể toàn nhờ vào thí tiền lầu và quan thật được. Cương quá các người, với lại ta còn phải chuẩn bị vật tư tu luyện, những thứ đó còn phải tốn tiền. Như vậy đi, thí tiền lầu chúng ta tính giá mua xuống trước, sau đó thì đem đi thành chầu bán đấu giá. Đến lúc đó thì phần lợi thu được chúng ta bù cho tiêu hữu sầu, thế nào? Được, vậy thì làm phiền tiền bối rồi. Tiền thì giúp thôi tiêu hữu nâng cao sáu. À phải rồi, chúng ta có đồ muốn cho tiêu hữu. Đây là quà nhì, lâu chủ của tiêu hữu, thể VIP cấp cao nhất của tí tiền lầu. Có thể này thì lâu chủ với ngủ lầu chủ thì gặp tiêu hữu cũng phải hành lỡ. Ngoài ra thì tiêu hữu có thể điều duyện tùy ý cường giả của tí tiền lầu. Ta xuất chiến thì 3 lượt, nếu như mà đồ của tí tiền lầu ta đều được giảm 40%. Quà nhị lâu chủ, ta và ông ấy chưa từng gặp mặt, sao lại cho ta thứ quý trọng như vậy? Chuyện mấy hôm trước thì lãnh đạo của tí tiền lầu ta đã biết. Nhờ phúc của tiêu hữu và tôn sư thì bây giờ ta đã là ngũ lầu chủ rồi. Thì ra là vậy, tiêu khả ở đây chúc mừng tiêu bối, cùng cảm kích ân huệ của tí tiền lầu, Diệp Huyền khác ghi ở trong lòng. 10 ngày sau, ông ở trên trời nhìn thấy học viện xây lại, còn xây tốt như vậy nhất định là được an ủi rồi. Nhất định. Kỳ tỷ tỷ, từ nay về sau ngọn núi chứa dựng 150.000 năm cơ nghiệp của học viện Thường Lam này gọi là Kỷ Vận Sơn đi. Được, cứ gọi là Kỷ Vận Sơn. Diệp Thục Phỉ, chuẩn bị xong rồi, bây giờ là xuất phát hay là... Bây giờ xuất phát. Họ sẽ phải trả cái giá cho cái chết của Kỳ Lão. Nợ máu nhất định phải trả bằng máu. Học viện Thư Mộc, Học viện Thư Mộc có người đến chiến không? Diệp Hiền, ngươi ức hiếp người quá đáng. Xem ta không lấy cái mặt chó của ngươi. Xin lỗi nha, ta không có nuôi chó, nhưng mà không ngờ từ đến từ này cũng dùng ở chỗ ta. Có một ngày dùng trên người Diệp Hiền ta. 144. Diệp Hiền đập mặt ra đi. Cái gì? Sức mạnh lớn như vậy, chẳng lẽ chính là kiếm tiền ở sau lưng hắn truyền thụ cho người? Chết đi. Dưới kiếm trận này đều chôn anh cốt của học viện Thường Lam ta. Khi họ còn sống thì người họ đều là đàn ông tốt đầy ngạo khí, này lại bị tiểu nhân Thường Lam làm nhục đến như vậy. Đàm vườn bạc đảng đi, sớm muộn gì họ cũng phải trả giá đất cho việc này. Ta đây đi rút hết kiếm, dẫn các tiền bối về nhà, ta giúp ngươi. Dừng tay. Ta phải để người người của học viện Thương Mộc quỳ xuống tiễn họ về học viện Thường Lam. Đúng, phải để cho họ trả giá, không sai. Người ở đây nghe cho rõ đi, một sống thì quy xuống được cái học viện của học viện Thường Lam, về học viện Thường Lam. Nếu không, tứ chôn ở tiểu đào Thường Sơn chính là thi thể của các người. Quỳ xuống, đây chẳng phải là làm nhục người sao? Diệp Hiền, người muốn cách chết lý rít, vậy bọn ta muốn đến à? Vậy thì đến đi. Nhanh quá. Tốt, tốt, tốt cho một Diệp Hiền. Không ngờ học viện Thường Mộc của ta sẽ vọng ở trong tay của ngươi. Hồ viện trưởng Khô Mộ, giết Diệp Hiền báo thường cho viện trưởng. Giết, giết báo thù. Tứ tiên đường chết. Một đao. Chịu chết đi Diệp Hiền. Nghĩ cái gì vậy?
hẳn không phải là chiến đấu một mình. Không sai. Hồi tận tế, đây là ngày tận tế của Hồn Viện Thư Mộc ta. Đừng, đừng có qua đây. Con muốn sống không? Muốn, chúng tôi muốn sống. Dưới núi này có 36 bộ thi thể của Hồn Viện Thường Lạc. Các người thay ta đưa họ về nhà. Nhớ, lấy phải quỳ. Ngoài ra, người đưa đến số cùng chết. Hồi đi mau, ta không muốn chết. Đây chính là kết cục của sự bất nhẫn bất nghĩa của họ. Hậu viện thương mộc của cường quốc coi như là diệt vong rồi. Đúng vậy, hậu viện thương mộc đã diệt. Mọi thứ của họ đều là của chúng ta. Đi đem toàn bộ những gì có giá trị ở trong đó khiến về thường làm chúng ta. Hôm nay ta làm mạo thực phỉ một lần vậy, ta cũng vậy. Kỷ Vận Sơn, chúng tôi có thể đi chưa? Người nói qua không giết chúng tôi. Cút hết cho to. Rồi đi mau, đi mau. Đêm họ an táng ở đây đi. Có họ bên đó bôi kỳ lão. Kỳ lão sẽ không cô đơn nữa. Ta lập cho họ một miếng bìa đá ở đây. Đem tên của họ khắc ghi lên trên đó. Đúng vậy đó. Phải để cho người của Hồn Viện Thường Lạc vĩnh viễn ghi nhớ họ. Nhiều năm như vậy rồi, phụ thần cả cả sư huynh và sư đệ. Cuối cùng các người cũng có thể an nghỉ rồi. Kỳ tỷ tỷ à, các ngài tỷ không ăn đồ rồi đó. Ta nấu vài món ngon cho tỷ ăn qua chút đi. Ta không có khu vị, ta không ăn đâu. Tỷ tỷ à, quỷ đây một ngày rồi, đi nghỉ ngơi đi. Đêm này do ta thủ linh đi. Ông nội có nói qua, có thể gặp được mấy người gạt quỳnh thì ông ấy đời này không còn tiếc nuối. Kỳ lão đối với chúng ta có ơn gặp gỡ chi vậy? Nếu như không phải hôm đó Kỳ lão thu nhận ta và Linh Nhi thì bây giờ chúng ta có lẽ còn đang lưu lạc ở bên ngoài. Kỳ tỷ tỷ à, hôm nào chúng ta đi cùng, cùng đi hoàn thành tâm nguyện của Kỳ lão đi, cùng đến tổng viện trong thổ thần châu. Chị tổng viện, ngươi biết là đi đến đó không phải tiêu hao bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu tài lực không? Khổ hơn nữa, chảy nhiều máu hơn nữa, ta cũng không sợ. Điều duy nhất ta sợ là không thể sánh vai đồng hành cùng các người. Được, vậy bốn chúng ta cùng đi, ai cũng không được thiếu. Hôm sau, điện thường là tiền bối mời ngồi. Ngồi thì không cần đâu, hôm nay đến là mang đồ đến cho tiêu hữu. Đây là cái số tiền đấu giá đống thiên tài gì bảo mà lần trước tiêu hữu mà đến Tí Tiên Lầu. Tiêu hữu đố xem ở trong đó có bao nhiêu. Công về đón tiêu bối hà, người cứ nói thẳng đi. 3,6 tỷ kim tệ. Cái gì? 3,6 tỷ kim tệ, nhiều như vậy ư? Không nhiều, không nhiều. Con có biết không, sau khi đến cảnh giới thông hồ thì mỗi nâng một cấp thôi. Còn bao nhiêu kim tệ không? 2 tỷ. Linh khí võ kỹ công pháp tu luyện cần dùng đồ tốn lượng lớn kim tệ. Đến vạn pháp cảnh vậy thì số tiền còn đáng sợ hơn nữa cơ. Ê, là một quốc gia nhỏ đều không nuôi nổi rồi. Vậy thì An Lam Tú và sư phụ của ta chẳng phải là giàu đến chảy mỡ nước vách rồi sao? An Quốc Sư thì cũng thường thôi, Tôn Sư mới là giàu đến khiến cho người ta khó mà tưởng tượng được. À phải rồi tiêu hữu, Tí Tiên Lầu Thành Châu truyền tin cho ta, theo như tin ám giới vào viện thường mộc liên hợp ý đồ giết Tôn Sư. Một kiếm tiền cũng không trấn được họ. 147. Trấn được Đại Vận nhưng không trấn được Trung Thổ Thần Châu.
Kiếm tiên mạnh thì hiếm có, nhưng không phải là vô địch, cho nên tôn sư vẫn phải cẩn thận một chút tục hưởng. Nhưng mà không còn phải lo lắng, bên trên dặn dò rồi, nếu như sư tôn sư con giúp đỡ, chỉ cần nói một tiếng thôi, tuy tiền lộ của ta, nguyên phát cường giá trên vạn vật cảnh, từ trung thủ thần châu đến. Quỳ đa tạ tiền bối, phía sau nếu như còn tiền gì, món tiền bối thông báo cho ta. Ừ, được. Kiếm của người tay tuy mạnh mẽ, nhưng lại không có kiếm ý. Nếu không có kiếm ý, có nghĩa là người này không phải là kiếm tiền, mà là kiếm hoàng dưới kiếm tiền. Chỉ là một kiếm hoàng. Không sai. Kiếm tiên của trung đồ thần châu ta căn bản ta đều quen. Người này ta chưa từng nghe qua, kiếm này chưa từng thấy qua, cho nên căn bản có thể khẳng định cô ta không phải là kiếm tiền. Tốt quá rồi, nếu không phải kiếm tiền, vậy thì chúng ta không cần phải e ngại cô ta gì hết, giết là được rồi. Người bên ám giới còn chưa đến sao? Ừ, nói là đang trên đường tới rồi. Các vị đã chờ lâu rồi. Bất tài gặp qua hai vị tôn lão. Ồ, các hạ là... Hai vị chắc là biết quy tắc của ám giới ta. Chỉ có người chết mới biết tên của ta thôi. À, vậy bây giờ chúng ta xuất phát đi. À, giờ đã, còn một người chờ đợi. À vậy? Một vị kiếm hoàng. Ôi tốt quá rồi, có thể mời kiếm hoàng đến. Có vị kiếm hoàng này thì vị kiếm tiền giả đó chắc chắn phải chết rồi. Nếu như thành công giết người đó thì chiến lợi phẩm nên như thế nào? Bên phía chúng tôi ra kiếm hoàng rồi đó. À vậy đạo huynh muốn chia thế nào? Ám giới, ta chỉ còn thi thể của cô ta, 4 nguyên kim đàn thuộc về học trưởng học viện thương mộc người. Nếu cô ta còn có những bộ vô khác thì đến lúc đó chia đều thế nào? Chỉ cần có thể giết vị đó thì đôi lại danh tiếng trầm nằm thứ một ta, thì đạo huynh muốn thế nào cũng được. Được, sợ gói. Để kiếm hoàng đó đến thì chúng ta xuất phát đi giết tiền giả. Do hứ. Tốt quá rồi, thông âu cảnh. Ta đã đến thông âu cảnh rồi. Mạc Điều, xuống đây đi. Cao thủ thông mâu cảnh tìm người khiêu chiến đi. Cao thủ ở đâu cơ? Chính là ta đây. Hả? Ôi trời, đã bự da ngươi ngứa rồi hả? Dám lại đánh lén ta? Ý, chuyện gì? Cả tiểu hữu chạy mau. Lỡ tiền bối sao vậy? Diệp Huyền tiêu hổ đâu? Tiền bối có việc gì? Tiêu hổ tí tiên lầu thành châu truyền tiền đến. Cường giả của hồ viện thường mộc và ám giới đã đến thành châu rồi. Người đến cường giả bên phía trung thổ thành châu tổng cộng có bao nhiêu người? Không rõ, nhưng có lẽ chỉ là nhằm vào tôn sư. Còn có mấy người các cậu nữa, có thể trốn thì trốn đi. Vậy sao được chứ? Tiền bối là vì cứu bọn ta mới gặp phiền phức. Bọn ta sao có thể vùng ơn phụ nghĩa thì trốn chứ? Họ đến thì chúng ta liều với họ, bất quá thì chết thôi. Phải đó, họ muốn đến thì đến đi, chúng ta không sợ. Cái gì? Đến nhanh như vậy ư? Cái gì? 4 người trên vạn pháp đỉnh phong. Trưởng lão của tí tiên lầu. Dám hỏi các hạ là sao chuyện này tí tiên lầu các người muốn nhúng tay đến cùng mà? Cái này, tiền bối à, người đã giúp bọn ta đủ nhiều rồi. Chuyện này cứ để cho được sư đồ chúng ta tự đối mặt đi, không làm phiền người nữa, người về đi. Nhưng tiền bối đi đi. Tiểu hậu à, nếu lệnh sư cứ còn một câu nói thôi, tí tiên lầu ta chắc chắn sẽ giúp hết sức để tương trợ. Đa tạ. Học viện thứ một nghe rõ đi, các người muốn tìm sư phụ của ta qua ấy của ta trước đi. Lần không cảnh đỉnh phòng,
Một thân cơ bản vững chắc từ là hiếm có, không những lĩnh ngộ được định kim ý mà còn kiếm võ song tu. Nếu đạt đến tông ưu cảnh thì e là có thể vào top 5 võ bản. Quả thực là một nhân tài hiếm có, sau này e là có thể vượt qua cả thác bá phụ của Ninh Quốc. Ta không đánh với nhóc con, gọi sư phụ của người ra đi. Ta đã nói rồi, quả ái cái này của ta đi thì các người mới có tư cách chiến với sư phụ của ta. Xem ra sư phụ của người có thích, có người thích làm đựng lưng cho cô ta. Được, lão phu thành toàn cho người. Trọng lực mạnh quá. Vẫn cho ta, ai cũng không được ngã, tuyệt đối không ngã. Được. Chó. Ta quyết không để cô ấy ra tay ta ra mặt nữa. Chó. Hai lụy cảnh ngưng hợp, người có thể đem hai lụy cảnh ngưng hợp như vậy. Được, lão phu chơi với người. Ôi, ta sắp không chống đỡ nói nó rồi. Tình khốn, lão tử phải giết ngươi. Sức mạnh kiến cồn. Thật không tự lượng sức mình mà. Để tới như vậy nghĩ ra sư phụ cũng chẳng lợi hại bao nhiêu. Các người tìm ta sao? Người chính là tên kiếm hòa đó, lại là một người đàn bà. Kiếm hòa, hai chữ này cũng xứng với ta. Ba các người nghe chết rõ đây. Dưới đây là thời gian dọn dẹp của ta. Đây, rốt cuộc là thủ đoạn gì? Ta chưa từng thấy qua. Diệp Thổ Phỉ, sư phụ của người rốt cuộc là thần thánh phương nào? Còn biết cô ấy rất là thần bí. Quả thực là thần bí, quả thần bí. 150. Nào cùng lên đi. Trung thủ thần châu và kiếm hoàng và kiếm tiền có tiếng, ta đều biết một hai, mà các hạ thì ta chưa từng. Bớt nói nhiều. Ôi, kiếm ý mạnh quá. Đó. Một kiếm này nó rơi trên Ký Vận Sơn, chỉ sợ cái ngọn núi sẽ bị... Tại sao? Lại như vậy? Đây, một vị kiếm hoàng cứ như vậy mà bị giết rồi. Cô ấy căn bản không phải là kiếm hoàng, cũng không phải là kiếm tiền. Bởi vì kiếm tiền không thể nào giết chết kiếm hoàng chỉ trong một chốc được. Thường một các người đều là phế vật mà, sao tu vi của cô ấy không rõ ràng trên kiếm tiền chứ? Chúng ta cho dù phái ra 100 kiếm hoàng trước mặt cô ấy cũng chỉ là một con kiến con. Một người đàn bà sợ cô ta làm cái gì chứ? Nếu như các người sợ chết thì đó ta đi đối phó với cô ta.
Đi. Nhẹ nhàng một đao. Không, không, không thể nào. Ta Rao lại thua. Các người, ai muốn chết trước? Kỹ không bằng người, chúng ta nhận thua. Muốn chết muốn giết, tùy người. Lần sau nó dậm phái ra người cao hơn bọn họ cấp nhâm vào họ. Ta chỉ để cho các người biết cái gì gọi là ý lớn hiếp nhỏ thực sự. Phút. Tiền bối không giết chúng tôi sao? Các người muốn chết à? Anh đã tạ ơn không giết của tiền bối. Giết thần qua đây đi. Tiền bối cái gì chị giáo? Không biết, biết sao tại sao ta không giết họ không? Tiền bối lo ngày sau họ với tiền ta báo thù. Ngươi nhìn ta giống không? Vậy đó là gì sao? Ta mỗi lần ra một lần thì đối với ngươi mà nói đều là gánh nặng cực lớn. Lúc nãy nếu như ta giết hai người họ thì cái tháp rách đó không chịu nổi, ngươi càng không chịu nổi. Cảm ơn ta thì không có tác dụng đâu. Con đường kiếm tù không phải là người khác giúp người đi ra, càng không phải là người khác giúp người trải qua, mà nên do người từng bước đi ra. Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng. Biết cố gắng là được. Phải rồi, cái tên nhốt ở tầng 2 nghĩ tốt nhất là mau chóng để nó cam tâm tình nguyện đi theo người, nếu không thì người cứ chờ chết đi. Đã tờ tiền bối đã nhắc nhở. Còn quái vật to mắt đó sao? Gần đây hình như không có động tĩnh gì. Đi thôi, về nhà. Kỳ động khủng hiếp mềm sợ cứng. Nếu không phải sư phụ có Diệp Hiền thì chúng ta đều tiêu rồi. Vẫn trách là chúng ta quá yếu. Diệp Hiền, Diệp Thổ Phỉ, ngươi không sao chứ? Không, không sao, đừng lo. Mà nó chứ sao có thể không lo. Thật mà, ta chỉ ngủ một giấc, một giấc ngủ là được rồi. Diệp Thổ Phỉ, Diệp Thổ Phỉ. Hôm sau ta viện làm sao? Hôm qua như vậy là do ba người họ không nhẹ rồi, và nhanh chóng biến mạnh. Như vậy thì mới có thể chịu được phản xạ của tháp ngục. Diệp Hiền à, cậu tỉnh chưa? Ủa, Kỳ tỷ sao vào cửa mà không gõ gì? Do tết chết ta rồi đó. Ta sợ được gặp phải chuyện đó hả? Ta mới không tìm nhìn. Đi, tổng viện có người đến rồi. Tổng viện làm sao? Họ muốn gặp viện trưởng. Điện làm sang, tổng điện có lệnh cái đáp chung nhất các người, còn không được phép dùng bốn chữ học viện làm sang mở viện, không được tu luyện còn pháp võ ký của học viện làm sang ta. Người làm trái giết không tha. Ồ, con có không? Người lại là thứ dơ bẩn gì từ đâu bò ra? Lâu chó kỹ vận đâu rồi? Bảo ông ta cút ra đây. Nay thì lão chó, mà nó người dám đánh ta? Có gì không dám chứ? Tôn danh của lão kỹ người cũng xứng ngồi à? Muốn chết, nhóc con đã tới dọn dẹp người. Sức mạnh yêu thú, trên người người lại có huyết mạnh yêu thú, liên quan quá gì tới các người? Chỗ này không quan hơn các người, hoặc là từ các người cút, hoặc là ta tiễn các người cút. Ba người bọn ta đến từ tổng viện trung thổ thần châu, các người lại dám đối xử với ta như vậy? Ồ, đối xử với ngươi như vậy thì sao? Ngươi nhìn cho kỹ chỗ này là đâu vậy? Ngươi muốn làm gì hả? Ta nói cho ngươi biết, nếu các người dám đồng thủ với ta, tổng viện chắc chắn sẽ phái người sát bằng nơi này. Ồ, phải không vậy? Bảo họ cứ việc đến đi. Mà điếu màu, đừng có ra tay. Hả? Có lầm không vậy Diệp Thổ Phỉ? Ghi nhớ là chúng ta phải lấy đức phục người.
phục cái con khỉ. Cậu đó, người ra ti trước chẳng phải là cậu sao? À được thôi, à, lấy đức phục người. À vậy cậu làm mẫu đi xem nào. Về nói với tổng viện, bọn ta không cần bất kỳ một sự giúp đỡ nào của tổng viện. Ngược lại các người cũng không được sự chỉ trỏ đối với bọn ta. Tập 154. Từ nay về sau các người là các người, bọn ta là bọn ta, có hiểu không? Các người dùng 4 chữ học viện thương lắm. Đó là thứ kỳ lão để lại, ta sẽ không sửa. Nếu các người muốn sửa thì báo người có bản lĩnh để tháo cái bản rèo được cộng xuống. Bây giờ các người toàn bộ cút ra ngoài cho ta. Chúng ta đi. Lần sau gặp lại các người đều phải chết. Lần này họ về tổng bộ thường làm chắc chắn sẽ kiếm chuyện với chúng ta. Đến thì đến đi. Nhưng mà trước khi bọn họ đến thì chúng ta phải biến mạnh rồi. Chỉ cần chúng ta đủ lớn mạnh thì phiền phức lớn hơn đến tìm cửa thì chúng ta cũng không sợ. Là đạo lý này à? Chỉ cần chúng ta mạnh, xem mãi có thể chọc chúng ta chứ? Phải đó, giống như sư phụ của Diệt Thổ Phỉ vậy. Cho dù 100 kiếm hoàng đến trước mặt cũng chẳng sợ. Không nói nhiều, cách chúng ta chính là chiêu thức chiêu sinh còn 10 ngày. Từ lúc đó ta muốn biết hai người các người, các cậu khi nào mới đến cảnh thầu mù. Cái này 1 tháng 1 ngày. Kỳ kỳ hả? Tí mạnh như vậy sao? Tí luôn rất mạnh mà. 8 ngày. Chỉ cho các cậu thời gian 8 ngày. Nếu các cậu không đạt được thầu màu cảnh thì sau này đuổi gà của các cậu toàn bộ thuộc về Bạch Trạch. Được đó. Ý 10 ngày sau núi Kỷ Vận. Thi nhập học của học viện làm sao rất khó đó. Vì tưởng tượng của chúng ta vì viện trưởng khó khăn lắm. Hơn nữa thì chúng ta cũng phải thi vào. Ta khác với các người, ta đến là vì Kỷ Tỷ Tỷ. Vì thầu phì à, người cũng quá nhiều rồi đó. Có khi nào chúng ta nuôi không nổi không? Người nhiều là chuyện tốt, chứng tỏ là chúng ta nổi tiếng. Tiền thì sẽ kiếm, không cần phải lo. Đó là sao cô ấy lại đến đây rồi? Người quen à? Cháu gái của Diệp Tần viện trưởng, Diệp của lão Diệp già. Chẳng phải là cô đồng tiền quá lại với người Tâm gia rồi sao? Hoặc là cô ấy không biết viện trưởng của viện và làm sàng là cậu? À không sao, chỉ cần cô ấy có thể dựa vào bản lĩnh vào thì người Tâm gia lại thế nào? Thời gian hình như đã sắp đến rồi. Hoan nghênh các người đến với học viện làm sàng. Ta là viện trưởng Diệp Huyền. Hôm nay làm sàng ta tuyển học sinh 30 người và 30 học viên, còn phải trải qua ít nhất là 3 thi. Người thi thành công lập tức trở thành học sinh của bổn tông. Đương nhiên, nếu như sau ngươi đủ người còn có thể thông quan là có thể tham gia nhập làm sàng ta. Được, đây là ý tiện rộng rãi sao? Ui tốt quá rồi, ta có cơ hội rồi. Cậu đi xong lên đi. Được rồi, giới này là do chuyện thì do thầy Mạc Quân Khởi của tông phụ trách. Bây giờ do cậu ấy giải thích với mọi người. Đừng có khẩn trương, chúng ta chuyện gì cũng chưa gặp qua chứ. Đừng có khẩn trương, đêm khác chiều hồ Bạch Trạch đó của cậu mang ra hù họ là được rồi. Có được không vậy? Tuyệt đối là được rồi. Chào mọi người, ta là Mạc Điếu Mạo. Mạc gì cơ? Mạc Điếu gì? Đi rồi, không nói nhiều, cô tí bắt đầu. Ai thứ nhất, Đại Lãng Thảo Sa. Ở phía trên đến rồi. Ôi, kiếm nhanh quá. Phạm là người bị kiếm rơi đến trúng, loại. Lúc trước chỉ biết công phu mèo cào, không ngờ nơi thân thủ lại giỏi như vậy. Thành Lý Châu gia chủ Lý Ngọc, vì vị trưởng thật là lâu quá không gặp. Thành Châu Trương gia chủ Trương Liệt. Lý gia chủ, Trương gia chủ, sao hai người lại đến rồi? Hai chúng tôi là dẫn theo đến đệ tử trong tộc đến tham gia chiêu sinh của học viện làm sàng. Vậy đó,
Hôm nay danh tiếng của viện trưởng Diệp ở Thanh Thành rất là vang dội, đời trẻ đều là xem cậu như là tấm gương. Hai vị tiền bối quá khen, nếu như không phải hai vị tiền bối ở trên đài sinh tử Thanh Thành bảo vệ ta, tôi làm gì có hôm nay chứ. À, vì viện trưởng vốn là miếng ngọc núi như vậy là kiêm tốn quá rồi. À phải rồi, đệ tử của hai vị tiền bối là mấy người nào? À, chính là hai người đời đó, họ đều muốn gia nhập vào viện làm sao? À được rồi, nhớ rồi, nhưng mà tôi không thể bảo chì đó nha. Vậy đó, họ đều lấy cậu làm vinh hạnh, nếu cậu mở cửa sâu cho bọn họ thì họ ngược lại không bằng lòng. Nếu họ không thể dựa vào thực bản lĩnh của mình vào viện làm sàng thì đó là tự họ không tài, không tài thôi. Nam nhi thân tình ta thì nên có cốt khí. Báo cáo viện trưởng, tuy hoàn thành rồi, tổng cộng có 42 người vào vòng. Được rồi, mọi người vất vả rồi. Vào viện làm sàng ta, sau này mọi người chính là người của mình. Tạm thời thì chưa có viện quỳ, nhưng mà rất nhanh sẽ được đặt ra. Thấy tu luyện hiện giờ chỉ có 4 người, mọi người có thể căn cứ thì cho cùng mình chọn thầy thích hợp. Tốt quá rồi, tự mình có thể chọn rồi. Còn muốn theo ai? Tớ đương nhiên là theo Kỳ Ti Tỷ Đại Mỹ Nhân rồi. Ở bên tay phải các người là 4 con rối gõ của 4 thầy. Các người muốn chọn thầy nào thì mang tên của mình trèo lên con rối là được rồi. Tôi muốn chọn vị trưởng. Ai cũng đừng giành kỳ kỳ cứu ta. Vì ta cơ thể cường hãn, ta muốn theo thầy Bạch. Ai vô chậm một chút đi chứ. Học sĩ mời đã đến chưa? Đều đã đến rồi. Lục quốc sư người sao không hoan nghênh à?